Alo, dạ thưa các đoàn các chị ạ. Thì hôm nay có thể cho các bạn xin bài đó, thì hôm nay bạn hôm nay bài này hôm nay thì các bạn chọn các chị muốn lên đây để các bạn. Giờ hôm nay mình sẽ học hai bài, một bài là chú ông Đức Lơ Hồng trong cái việc sàng lọc chẩn đoán và xử trí sai chọn trong những ca tử cung. Thế là mình đã học hai bài hôm qua, xong bí một và mình học bài xong bí hai, thì nói chung là chỉ là cái những cái mặt cắt và một số hình ảnh dị tật dưới kiểu tranh chị thôi. Còn nếu như chị nhãn đạo sâu về cái loại dị tật thì thực sự mình phải học nhiều lắm các chị ha. Còn hôm qua là chỉ những cái mặt cắt cơ bản để mình sáng nay nên thế nào và muốn làm cái điều thứ hai thì có cái chuyện là sẽ phải học rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ đến cái bài thứ ba, đó là cái vai trò của sông quý ba. Thì thật sự cái siêu âm thai á, ba cái thời điểm quan trọng mình cần nhớ là 12 tuần, 22 tuần và 32 tuần, chỉ cần nhớ hai cái thời điểm thôi. Cái thời điểm sông quý ba đó là mình sẽ đánh giá chủ yếu là đánh giá cái sự tăng trưởng của thai để mình phát hiện cái vấn đề thai chậm tăng của quý cùng. Thì như vậy cái vấn đề chủ yếu của nó là cái sự bất cân bằng. Thì cái vấn đề thai chậm tăng trưởng tử cung nó là một cái vấn đề rất là hay gặp trong tình hình sản khoa. Cái tần suất nó có thể đến 10% các anh chị ha. Có nghĩa là một cái thai phụ thì sẽ có một thai phụ sẽ có cái sinh tiết to bị thai nhỏ, thai chậm tăng trưởng trong tử cung. Thì tại sao đây là cái vấn đề nghiêm trọng? Nó nghiêm trọng á là vì nó có cái nguy cơ có thể gây tử vong khi sinh sơ sinh. Có nghĩa là nhiều khi nó thai nó chậm tăng trưởng mà bé nó mất tiền thai trong bụng mẹ. Hoặc sau sinh nó bị mất sau sinh, có nghĩa là nó có những cái tổn thương đến cái mức độ là sau sinh rồi em bé có không có bị chết hoặc là bị những cái tổn thương nào về hệ thần kinh trung ương. Rồi những cái thai chậm tăng trưởng trong tử cung á, các anh chị biết nó sẽ có một cái nguy cơ tức là những cái gọi là long hao không á, những cái kết cục thai kỳ sau á, tức là sinh ra ngoài thì vẫn thấy nó khóc, nó vẫn về với mẹ được. Nhưng mà sau đó nó sẽ bị những cái di chứng về phát triển trí não, chậm phát triển tâm thần. Đó là do những cái tổn thương thiếu oxy máu mãn tính. Nó sẽ dẫn đến những cái tổn thương về thần kinh trung ương và em bé sau đó nó sẽ bị chậm phát triển trí não, thần kinh vận động. Và người ta đã chứng minh rằng cái việc chậm tăng trưởng lúc sanh nhẹ ký thì lúc về sau đến cái trưởng thành nó sẽ bị nguy cơ cao huyết áp, tiểu đường, kéo phì. Đó là những cái đứa bị suy dinh dưỡng nhẹ trong lúc sau, thì tại vì nó liên quan đến những cái bệnh lý gọi là yếu tố bảo mật. Cái người chậm tăng trưởng tử cung đó là những chủ yếu là người ta đã nói đến cái vấn đề yếu tố bảo mật, cho nên là nó bị bất thường từ cái phôi thai, từ cái đánh nhau rồi, cho nên về sau á lớn lên nó sẽ bị cái việc đó là cái biểu hiện tương lai là sẽ bị những bệnh cũng liên quan đến cái yếu tố bảo mật, tức là tiểu đường, tăng huyết áp, vân vân. Vậy thì cái mục tiêu của cái việc siêu âm chăm sóc tiền sản là làm cái gì? Thứ nhất là mình sàng lọc thai phụ có nguy cơ cao chậm tăng trưởng tử cung. Như đã nói các anh chị đã học trong cái bài sau 12 tuần, tức là cái vấn đề đó là sàng lọc ở điểm 12 tuần nó sẽ sàng lọc, trong đó có cái điều mới đó là cái sàng lọc tiền sản dần. Thì cái chậm tăng trưởng tử cung người ta cũng có thể tức là trong cái bệnh cảnh chậm tăng trưởng tử cung xuất hiện sớm hoặc là những cái bệnh mà tiền sản dập, tức là nó cũng sẽ gây cái chậm tăng trưởng tử cung, thì mình sẽ sàng lọc ở quý một, thì đó là cái vai trò siêu âm. Rồi bây giờ cái thứ hai là mình chẩn đoán, có nghĩa là làm sao để mình nhận diện ra được đây là một cái thai chậm tăng trưởng tử cung. Nếu mình không có sàng lọc, mình đã bỏ qua cái giai đoạn sàng lọc hoặc là mình miss, tức là sàng lọc mà bỏ sót. Thì bây giờ nếu nó xuất hiện chậm thai chậm tăng trưởng tử cung thì mình sẽ làm như thế nào để mình chẩn đoán và nhận diện cho nó được. Rồi khi mình chẩn đoán mình nhận diện ra được rồi á, thì mình sẽ theo dõi như thế nào, mình xử trí như thế nào và mình chọn lựa và mình chấm dứt thai kỳ. Thì đây là những chủ yếu vai trò chủ yếu của siêu âm Đốt Lơ, nên chị không còn cái phương pháp nào khác hết, nó chỉ là siêu âm Đốt Lơ mà thôi ha. Thì đầu tiên nói về cái vấn đề sàng lọc thai phụ có nguy cơ cao. Làm sao để mình sàng lọc dựa trên cái cơ chế như thế nào mà từ 12 tuần mình đã nhận diện ra được những đứa có bị chậm tăng trưởng tử cung. Thì cái cơ chế các anh chị chậm tăng trưởng tử cung thường á có một cái ngộ nhận sai đó, từ thai phụ hay cho đến cả những bác sĩ khám thai hay là những bác sĩ siêu âm, bác sĩ sản khoa.
Tôi nghĩ hai chồng tôi được kết hôn là do người mẹ ăn bánh kém, nước ối ít. Hai chồng tôi được kết hôn là do bánh mẹ ăn uống kém, bây giờ mẹ phải uống nhiều vô, phải uống sữa, uống đồ nhiều vô, uống nước nhiều vô, nước ối lên, em bé lớn lên. Thì đó là cái điều hoàn toàn sai lầm. Cái thai nó chậm tăng trưởng thức cung thường không phải là do cái người mẹ mà là do cái sự hấp thu, cái sự trao đổi tại bánh nhau nó kém, do cái sự tưới máu của cái động mạch tử cung ở cái tử cung nó bị kém, cho nên nó dẫn đến cái sự trao đổi với mẹ và con không phải. Thì như vậy cái cơ chế là sao, thì các chị biết rằng động mạch tử cung thì nó động mạch tử cung ha, tử cung nó có được nuôi máu bởi hai cái động mạch tử cung. Thì hai động mạch tử cung này nó sẽ phân ra những cái nhánh và nó sẽ cái nhánh và nó sẽ nuôi phủ thành cái hệ mạch máu bằng cung để nó nuôi phủ nó chứa máu nó phổ lên trên cái tử cung. Thì ở cái người bình thường không có mang thai á thì cái động mạch tử cung hệ động mạch xóm nè, và nó cái bản chất là nó xóm, tức là nó ví dụ nó kêu là spinal artery, có nghĩa là nó xóm hơn so với người. Và cái kháng trở trong đây nó không cao, cho nên là khi các chị đo cái đốt lơ động mạch tử cung ở cái người không có thai thì các chị sẽ thấy cái sóng đốt lơ động mạch tử cung nó có dạng như vậy, có nghĩa là sóng thâm thù nó cao, sóng thâm trường nó thấp, có nghĩa là cái kháng trở nó cao, đó là cái bản chất tự nhiên của động mạch tử cung. Thì khi có thai nó có sự khác biệt gì, nó có những cái thai thứ hai lòng phổi trong cái lòng tử cung, thì những cái nguyên màu nuôi nó sẽ xâm nhập vào, nó sẽ làm tổ, nó làm cho cái nội mạc, và nó những cái nguyên màu nuôi này nó sẽ xâm nhập vô cái hệ động mạch xóm này, nó xâm nhập vô cái hệ động mạch xóm này, nó làm tái cấu trúc, thay đổi cấu trúc của cái hệ động mạch xóm này, làm động mạch xóm trở nên mềm mại, trở nên không có xóm nữa, tăng tính thấm, tăng tính trao đổi, tăng lượng máu dễ vô đây, để mục đích là tăng cái sự trao đổi giữa mẹ và con. Cho nên là ở một cái người có thai bình thường thì cái động mạch tử cung nó sẽ có kháng trở rất là thấp. Anh chị thấy cái tờ vận tốc tâm trương nó cao, vận tốc tâm trương nó thấp, trở nên thấp. Cái sóng tâm trương nó cái gì gọi là vận tốc tâm trương nó cao lên. Và đây là cái nhánh một cái động mạch tử cung có kháng trở thấp, để mục đích là trao đổi cái giữa mẹ và con sẽ cao tốt hơn. Thì ở những cái đứa bị chậm tăng trưởng tử cung hoặc những đứa tiền sản giật, nó gọi là tái cấu trúc thất bại do những cái không biết lý do gì mà giảm sự xâm nhập của những cái nguyên vào người hệ động mạch xóm, thì nên thất bại trong cái việc tái cấu trúc của những cái hệ động mạch xóm này, và vẫn cứ trơ nó vẫn cứ như vậy. Cho nên khi các chị ở từ thời điểm 12 tuần, mình khảo sát mình đo cái kháng trở động mạch tử cung mình đã thấy nó bất thường, nó kháng trở nó cao, nó có được đốt đầu tâm trương chi như là cái người có thai. Cho nên ở thời điểm 12 tuần mình đo đốt lơ động mạch tử cung, mình có thể tiên đoán được nếu mình thấy cái sản sóng là cao, tâm kháng trở thấp, có dài đốt đầu tâm trường, thì đây là một cái thai nó sẽ có nguy cơ tiền sản giật, có nguy cơ chậm tăng trưởng tử cung. Cho nên từ 12 tuần là nó đã bất thường cho đốt lơ động mạch tử cung, mình có thể tiên đoán được nó như tại sao mình đã sàng lọc từ 12 tuần. Thì cái động mạch tử cung nó chỉ là nó cũng rất là dễ, giống như ngày trước thời điểm 12 tuần mình bị đặt đầu dò trên bụng, dọc giữa từ cổ tử cung để xuống dưới chút xíu ngay cổ tử cung, thì cái động mạch tử cung nó sẽ nằm ở hai bên cái lỗ cổ trong, và mình đặt cái cửa sổ gây lên ngay cái vị trí động mạch tử cung, mình sẽ thấy một cái dạng sóng hay là dạng sóng của động lực động mạch tử cung, và mình sẽ đo cái kháng trở để mình biết là nó bình thường, nó cao hay thấp. Thì cái việc sàng lọc ở thời điểm 13 tuần đó, thì các nghiên cứu trước đây thì thật sự người ta nói là cái giá trị trong cái việc tầm soát cái thai chậm tăng trưởng tử cung nó không có hiệu quả, thật sự hiệu quả như là tiền sản giật. Có nghĩa là những cái thai mà chậm tăng trưởng tử cung đơn thuần không có bị cao huyết áp thì cái khả năng sàng lọc nó không có tốt, nhưng mà nếu những cái thai đó là tiền sản giật có cao huyết áp về sau xuất hiện chậm tăng trưởng tử cung thì như mình đã nói là sàng lọc thứ một có thể phát hiện đến 100% cái trường hợp như vậy. Thì cho đến những cái nghiên cứu gần đây là đến 2016 thì một cái nhóm tác giả bên Barcelona mới bắt đầu làm cái nghiên cứu và cho thấy rằng cái việc sàng lọc quý một đối với cái thai chậm tăng trưởng tử cung sớm hay muộn gì cũng vậy nó không có tỷ lệ rất là cao, lên tới 71%, tức là hồi trước đây người ta nói chỉ trên dưới 50% thôi, thì cái nhóm tác giả này thì nó lên được tới 70%. Thì như vậy đó là một cái thật sự nó có hiệu quả trong cái độ dài lên tới 70%, đó là một cái thật sự có giá trị. Thì như vậy đối với cái thời điểm 12 tuần mình có thể bắt đầu mình tầm soát bằng đo đốt
cho một bạn để cô vào thêm những cái mặt cơ sinh hóa ha, để đo huyết áp người mẹ vân vân, thì mình sẽ có thể tầm soát được những cái thai có nguy cơ tiền sản giật và nguy cơ sản giật được cuối cùng. Rồi bây giờ cái vấn đề thứ hai là chẩn đoán nhận diện thai chậm tăng trưởng tử cung. Thì bây giờ mình cứ nghĩ chẩn đoán thai nhỏ hay chậm tăng trưởng tử cung rất là dễ đúng không anh chị? Anh chị cứ nghĩ là chị đo đạt các cái kích thước nhỏ thì anh chị sẽ chẩn đoán là thai nhỏ hay chậm tăng trưởng tử cung. Nhưng cái câu chuyện nó không có dễ dàng, nó không có đơn, không có dễ như mình, không có, có đơn giản như mình nghĩ. Mình cứ nghĩ mình làm đúng, mà thật sự mình làm có đúng. Tại vì mình làm nó nhất là mình không có những cái bằng chứng, những cái nghiên cứu hay những cái kết, những cái gọi là cái so sánh, cái kết cục so sánh. Nhưng mà nước ngoài thì người ta làm, tại vì nước ngoài á, người ta làm, người ta những cái nước đó người ta có như gọi là cái hệ thống để đăng ký những cái bất thường về tầng thai sau sinh, cho nên là những cái thông số sau sinh đều được nhập vô và người ta rất dễ trong cái việc hồi cứu. Còn Việt Nam mình không có cái hệ thống đó, siêu âm nó trời dưới đất vậy đó, mà sau sinh nó có giống vậy không, nó hoàn toàn khác nhiều lắm và mình không kiểm chứng được. Cho nên nói là cái việc khi mình dựa trên cái khoản chẩn đoán trước sinh và mình đưa ra được cái phán quyết thì nhiều khi là chủ quan rất là nhiều. Thì đây là một cái nghiên cứu năm 2010, khá là cũng gần đây chứ không phải là vấn đề là xa xôi lắm. Tại thực sự cái chẩn đoán gốc lên trước đến nay trọng tâm trước cuối cùng là chỉ biết là từ năm 1980 là đã bắt đầu nói về cái gốc lên trong cái việc chẩn đoán thai trọng tâm trước cuối cùng, tức là 1980. Thì đến 2010 nó vẫn còn làm được cái nghiên, hay là hiện nay vẫn là cái nghiên cứu về trọng tâm trước cuối cùng, để nhìn thấy là cái vấn đề nó vẫn rất là phức tạp, vẫn có nhiều cái mình chưa có hiểu hết, không phải đơn giản như vậy. Thì đây là một cái nghiên cứu ở Pháp trên năm 2010 ở những cái thai phụ khoảng 30-35 tuần, cái mẫu phận 4.000 là cũng khá nhiều. Và ở Pháp là đây là cái siêu âm thường quy ở nhiều nước, 33 tháng cuối không có siêu âm thường quy, nhưng ở Pháp đó là một cái siêu âm thường quy ở thời điểm 3 tháng cuối. Thì cái nghiên cứu này cho thấy rằng các chị thấy là Pháp của cái trung tâm của cái nước đã phát triển và cái siêu âm họ rất là giỏi, những cái người bác sĩ Pháp là siêu âm rất giỏi, đặc biệt là morphology họ siêu rất là tốt. Ở những cái trung tâm lớn phát triển như vậy thì người ta đưa ra cái kết quả gì, cái việc chẩn đoán của siêu âm đối với thai chậm tăng trưởng tử cung gọi là rất là kém, rất là kém. Khi dùng chỉ phun các chi tiết luôn thì tại sao kém? Tại vì chỉ có khoảng 1/5, tức là 22% những trẻ nhẹ cân sau sinh, tức là gọi là sau sinh là nhẹ rõ so với tuổi thai có chẩn đoán thai chậm tăng trưởng tử cung, có nghĩa là chị miss gần đến gì 80% những đứa bị nhỏ bị chậm tăng trưởng sau sinh và trước sinh không nói gì, trước sinh nói bình thường. Rồi cái thứ hai là 50% những cái trường hợp được chẩn đoán thai chậm tăng trưởng trước sinh thì không nhỏ sau sinh, có nghĩa là trước sinh các anh chị nói nó thai nhỏ, hai đứa chị cũng nói đúng một đứa thôi, năm đứa tóm lại là năm đứa chị phát hiện một đứa và hai đứa nó sai một đứa. Thì như vậy các anh chị sẽ thấy rằng cái việc siêu âm chẩn đoán thai nhỏ thai chậm tăng trưởng cũng không hoàn toàn đơn giản. Cho nên siêu âm cứ nói 3.5 đẻ 2.5 cũng có, và đó 2.5 đẻ 2.7 đẻ ra 3.5 cũng có là vậy đó ha. Cho nên anh chị thấy là cái việc đo đạt thì siêu âm thực sự nó đơn giản nhiều, nhưng mà chị đo sai cái chị không biết đâu, chị đo cân nặng cái chị phải hiểu rằng nó mình đo không chuẩn, không đúng thế là nó sẽ bị những sai số. Hoặc là những cái nghiên cứu gần đây nếu anh chị nghe nói nhiều về cái phần mềm Interferon, tức là một cái phần mềm mới về cái việc chẩn đoán thai chậm tăng trưởng tử cung khá là nổi tiếng hiện nay của cái nhóm tác giả rất nổi tiếng ở bên Anh, thì ngay cả dựa trên cái phần mềm Interferon này, có nghĩa là dựa trên những cái tiêu chuẩn rất là nghiêm ngặt trong cái việc chẩn đoán thai chậm tăng trưởng tử cung, thì cũng cho thấy rằng cái việc sàng lọc thai chậm tăng trưởng tử cung nó dựa trên cái cân nặng thai trọng từ thai dưới bị bất phần thứ 10 sau 2 giờ, tức là siêu âm mà đo đạt kích thước nó dưới bất phân biệt thứ 10 hoặc là chu vi vòng 10 hoặc là cân nặng nó dưới bất phân biệt thứ 10, tức là cái tiêu chuẩn chẩn đoán thai chậm tăng trưởng tử cung ha, đúng tiêu chuẩn thì cái độ nặng nó chỉ đạt 50%, có nghĩa là chỉ còn sót được một nửa thôi, cái gì vẫn còn sót một nửa. Vậy thì đó là mới nói qua thôi về cái vấn đề chẩn đoán, thì mình thấy là thực tế là nó như vậy đó, nó không đơn giản như mình nghĩ mà mình vẫn còn bị sai sót rất nhiều. Thì bây giờ đối với việc chẩn đoán thai nhỏ thai chậm tăng trưởng tử cung á, nó sẽ có hai cái thuật ngữ. Một cái thuật ngữ là small gestational age, các chị nghe cái thuật ngữ này nhiều, có nghĩa là cái thai còn nhỏ. Và một cái này chị nghe nghe đó là IVR, hoặc là cái từ gần đây nhất sau này thuật ngữ nhất đó là FGR, có nghĩa là fetal growth restriction. Thì cái này gọi là chậm tăng trưởng. Thì nó khác nhau chỗ nào và hai cái này nó nhầm lẫn nhau chỗ nào thì mình sẽ phải phân biệt giữa hai cái này. Tại sao mình bị trùng lắm như vậy?
Thì thai nhỏ thì định nghĩa là cái thai có trọng lượng dưới các phân biệt của người so với tuổi thai. Có nghĩa là một cái đứa ở thời điểm ví dụ 34 tuần thì cái đường cân nặng của thai đây là đường bất phân thứ 10, đây là đường bất phân biệt thứ 90. Thì đa số thai nó sẽ nằm trong đây, nó gọi là bình thường, thì cũng 90, 95. Thì bây giờ cái đứa nào cân nặng ở thời điểm thành con nó nằm dưới bất phân biệt thứ 10 thì nó được gọi là thai nhỏ so với tuổi thai. Thì như vậy á, là ước tính là khoảng đến một nửa đến 2/3 người có thai mà lúc sau đó có cái trọng lượng thai dưới bất phân biệt thứ 10, tức là đúng định nghĩa thai nhỏ, thì nó sẽ có cái tốc độ tăng trưởng bình thường cuối cùng, có nghĩa là nó nhỏ nhưng mà nó cứ tăng được. Thì đây là một cái thai khỏe mạnh, không có nguy cơ bị tật và cái nguyên nhân không rõ. Nhiều khi giao gen người mẹ thì con bố và mẹ nhỏ con, thì thai nó chắc chắn là cái suy đó là con nó phải nhỏ, được tới đòi con nó đủ 3 kg như tay bố mẹ thì có chút xíu thì con phải nhỏ thôi. Thì thường là cái thai nhỏ đó là do, có thể là do yếu tố gia đình, nhưng mà nhiều khi á không tìm được nguyên nhân mà nó không rõ tại sao thai nó nhỏ ha. Nhưng mà nó là một cái đứa khỏe mạnh. Còn bây giờ cái thai mà thai chậm tăng trưởng tử cung hay gọi là fetal retardation, có nghĩa là thai nó không thể đạt được kích thước như mà tự di truyền do cái bánh nhau bị dưỡng phong của mình không tính. Thì như vậy đây là cái vai trò của bệnh lý của bánh nhau. Cái bánh nhau nó nuôi đứa bé nó không đủ, nó nuôi bé không đủ và nó mãn tính, nó sẽ xảy ra từ từ và hậu quả là sao, cái thai đó nó không đạt được cái kích thước như cái mặt trận được di truyền. Có nghĩa là ví dụ như ông A và B xong lấy nhau với cái gen, với cái mặt trận di truyền như vậy, nó sẽ có tính cái cân nặng thai theo cái kích thước của mẹ theo tuổi con của mẹ bố. Ví dụ nó tính là sang tròn đúng với tuổi thai trung bình chuẩn là phải 3 kg, thì như vậy nó sang ra 3 kg như vậy mới được gọi là thai nhỏ. Đó là chẩn đoán trước mắt chứ không phải nhất thiết nếu là dưới bắt phân biệt thứ 10 hay là thai nhỏ thì cũng chỉ là dưới 2 kg thì không, hay là cái cân nặng nó vẫn không có nhỏ so với chuẩn, nhưng mà so với cái mặt di truyền như vậy nó được gọi là thai nhỏ. Thì như vậy nó là một cái hậu quả của cái việc nuôi dưỡng thai không đủ lành tính. Thì như vậy thai phải làm sao, thai phải thích nghi để đáp ứng với cái tình trạng thiếu nuôi dưỡng lành tính của bản thân. Như vậy nó có những cái hiện tượng gì nó thể hiện và cho thấy là thai nó có trong một cái tình trạng thiếu nuôi dưỡng lành tính của bản thân. Thai đây là một cái thai kỳ nguy cơ cao, tại vì nó bị thiếu dinh dưỡng, nó không có khỏe mạnh, nó yếu và nó sẽ có cái nguy cơ tử vong và bệnh tật. Cho nên mình cần phải chẩn đoán, cần phải theo dõi, cần phải xử trí, cần phải phát hiện những cái thai này để mình có sự chỉ đốn. Vậy thì bây giờ chủ yếu của một cái thai nhỏ, thai chậm tăng trưởng tử cung, cả hai đứa này nó giống nhau thì gì? Có nghĩa là kích thước thai nó nhỏ hơn, nó nhỏ hơn, cân nặng chu vi bụng hay là trọng lượng thai nó dưới bất phân biệt thứ 10, cả hai đều nhỏ hơn. Vậy thì nó khác nhau dựa trên chủ yếu chính là cái vai trò của Doppler. Doppler nó sẽ giúp cho mình phân biệt giữa một cái đứa thai nhỏ khỏe mạnh và một cái đứa thai nhỏ tử cung, thì chính đó là vai trò của Doppler. Thì cái vai trò của Doppler đánh giá sức khỏe thai nhi á, nó có hai cái nhóm rất rõ ràng, một nhóm là đánh giá chức năng giống nhau. Tại vì mình đã nói thai chậm tăng trưởng tử cung là sự thiếu nuôi dưỡng mãn tính của bánh nhau, vậy thì đây là một bánh nhau kém chức năng. Vậy mình làm cái Doppler gì để mình phát hiện được lẫn nhau nó là không bình thường, lẫn nhau kém chức năng? Đó là động mạch tử cung và mạch rốn. Tại vì động mạch tử cung là nó tưới máu của bánh nhau. Bây giờ mình khảo sát nó là lẫn nhau kém chức năng thì mình đo cái Doppler động mạch tử cung cho nên sàng lọc mình đã phát hiện. Rồi chỉ làm Doppler động mạch rốn cũng vậy, nó là đánh giá phản ứng gián tiếp cái dường màu mặt của bánh nhau, cho nên là chỉ đo Doppler động mạch rốn chính là đánh giá chức năng bánh nhau chứ không phải đánh giá sức khỏe thai nhi. Cho nên mình làm cái Doppler động mạch nào mình phải hiểu, chứ mà mình nói là Doppler động mạch tử cung bất thường, Doppler động mạch rốn tăng trở kháng thì đương nhiên nó là một cái bệnh lý thiếu chuyển tính của bánh nhau, nó xuất hiện từ rất sớm, nhưng mà em bé vẫn phải mạnh. Không phải nghe Doppler động mạch tử cung tăng kháng trở là phải ra lên lôi em bé ra, tại vì nó không phản ánh chức năng sơ sức khỏe em bé. Mình phải dựa trên những cái Doppler đánh giá sức khỏe thai nhi. Trên Doppler đánh giá sức khỏe thai nhi thì hai mình dùng hai cái con số chính thôi, đó là Doppler động mạch nội giữa ba và động mạch. Thì như vậy mình đánh giá, mình phải hiểu rằng Doppler nó có hai nhóm, một nhóm đánh giá chức năng bánh nhau,
và một nhóm đánh giá tình trạng sức khỏe thai nhi. Như vậy muốn theo dõi xử trí can thiệp chọn lựa thời điểm bị người đến cái bất thường gì, bất thường cái lúc lên đánh giá sức khỏe thai nhi nó lúc lên động mạch rốn và mạch tử cung là đánh giá chức năng giống nhau, nó là hai cạnh tranh của tử cung chắc chắn nó phải bất thường và cái mức độ như vậy nếu mà mình theo dõi được hai lần lần ra. Vậy thì đầu tiên mình sẽ nói đến cái vai trò của cái đánh giá chức năng giống nhau ha. Thì có nghĩa là nói đến cái vòng tuần hoàn từ tử cung ha, còn mạch tử cung là mẹ này bơm máu tới là mạch tử cung qua cái hệ mạch xoắn nó cũng nó lan nhỏ vô đây, nó có những cái vi mao mạch vô đây thì nó sẽ trao đổi phủ máu lên đây, thì những cái giường mao mạch gọi là cái giường mao mạch giống nhau là trao đổi bằng cái giường mao mạch giống nhau và sau đó nó sẽ trở về cái tĩnh mạch rốn nó trở về cái tĩnh mạch rốn và nó đi vào thai. Thì mình đánh giá cái vòng tuần hoàn tử cung nhau thai để mình đánh giá cái tình trạng và những cái sự nuôi dưỡng chức năng của nhau thì người ta tính ra đó, anh chị thấy cái bánh nhau đó mình nhìn nó đơn, mình nhìn như vậy tại thể mình không biết được đâu. Vậy thì người ta nói gì, mình siêu âm mình thấy cái bánh nhau cấu trúc bình thường, kích thước bình thường thì có đảm bảo nó là một cái bánh nhau bình thường hay không, hoàn toàn không có đánh giá được trên cái siêu âm nhìn giữa một cái bánh nhau như vậy đó mà nó bình thường hay nó bị cái đường trao đổi mà bạn thấy nhau nó bất thường, cái số lượng mạch máu dương mao ở trong đây nó giảm ha hoặc là nó tăng kháng trở nó bất thường thì mình không có đánh giá được trên đại thể cho nên là cái đó mình chỉ đánh giá một cách gián tiếp, đó là mình sẽ đo cái đất lơ là mạch tử cung mình đo cái đất lơ là mạch tử cung để mình thấy nó tăng kháng trở, nó nghĩa là nó phản ảnh rằng cái kháng trở trong cái giường mao mạch đánh nhau thì cao, mà không chỉ đo đất lơ là mạch rốn thì nó cũng là phản ảnh kháng trở trong cái giường mao mạch đánh nhau. Và mình thấy đốt lên mạch rốn tăng kháng trở như vậy là biết cái giường trao cái việc trao đổi giữa mẹ và con đây nó rất là kém và nó sẽ dẫn đến một cái thai nhỏ. Thì như vậy đối với cái thai mà mình đánh giá được mạch tử cung ở 3 tháng giữa, nãy mình nói là 3 tháng đầu có nghĩa là mình đang dùng cái đốt lên mạch tử cung ở cái thời điểm 12 tuần thì sao ạ? Bây giờ mình đang nói đốt lên mạch tử cung để chẩn đoán. Thì ở cái thời điểm 3 tháng giữa thì mình sẽ đặt cái vị trí đầu dò ở giữa bẹn. Chứ mình không đặt trên cái bụng nữa mà mình đặt giữa bẹn, ví dụ đây là cái bó mặt chậu và mình sẽ thấy cái động mạch tử cung là cái chạy hướng lên trên, mình đặt đầu dò ở giữa bẹn, mình thấy có một cái động mạch hướng chạy lên trên đây thì đó là động mạch tử cung và mình sẽ đo cái kháng trở nên là đo chỉ số mình nhìn nhận mình biết kháng trở nó bình thường, còn nếu nó kháng trở cao cái vận tốc tâm trương nó sẽ rất là thấp thì mình đo cái kháng trở đó là động mạch tử cung mình sẽ biết mình đang theo cái bảng đúng không, đang theo bảng theo tuổi thai mình sẽ biết nó bình thường hay nó cao. Ví dụ đây là cái kháng trở bình thường, sóng tâm trương cao, sóng tâm trương thấp và cái kháng trở là kháng trở thấp. Còn đây là một cái hình ảnh tăng kháng trở, đó, vận tốc tâm trương rất là thấp và tốc tâm trương nó thấp và tâm trương cao. Các chị, đây là cũng một cái bất thường, nó có nhận với tâm trương, nó cũng có ý nghĩa như vậy. Thì người ta nói rằng như vậy đó là lúc nào là tử cung. Còn bây giờ nó qua cái lớp lên động mạch rốn thì cái động mạch rốn nó sẽ thay đổi theo hai kỳ, ví dụ 3 tháng đầu lúc đó là sóng tập trung xuống xuất hiện ha, rồi 3 tháng giữa bắt đầu có một cái thai lớn nó có nhu cầu dinh dưỡng cao, lượng máu đến thai nhiều và cái động mạch rốn nó phải đưa máu trở về nhau cho nên cái kháng trở nó sẽ giảm dần, cái kháng trở giảm dần có nghĩa là cái vận tốc tâm trương nó bắt đầu xuất hiện và nó cao lên thì các chị sẽ đo cái vận tốc kháng trở của cái động mạch tử cung để mình tính kháng trở để mình biết được nó bình thường ở vị đấy được cái chỉ số não nha. Bây giờ chị nghe dùng cái CPR đó là chỉ số não nha. Thì người ta nói là đối với một cái thai chậm tăng trưởng tử cung đó, thì đối với những cái thai mà gần ngày á, tức là nó gần những cái quý cuối mà xuất hiện và 3 tháng cuối rồi những cái thai mà thường chậm tăng trưởng xuất hiện muộn khi mà cái xuất thai nó không nhỏ, nó lớn mà tốn nó không có bất thường, tức là mặt tử cung nó không bất thường, tại vì nó là một cái chậm tăng trưởng tử cung xuất hiện muộn, cho nên những cái đó gần như nó bình thường. Thì những cái chỉ số CPA là cái dấu hiệu rất là tốt để khi đó là thay đổi chỉ số CPA, đó là chỉ số rất chậm. Cũng như tiên đoán là chuyện toàn hóa máu ở trẻ sơ sinh bất kể bằng tuổi thai, có nghĩa là đối với một cái thai mà không có kích thước nhỏ hay kích thước phù hợp với tuổi thai
và Syria đó, nó là một cái dấu chứng rất là quan trọng thì cái nghiên cứu này là cho thấy như vậy. Bây giờ cái mặt máu và một khảo sát nữa để mình đánh giá sức khỏe thai nhi đó là cái ống tĩnh mạch. Thì nhắc lại về khoa học cái ống tĩnh mạch là cái gì, thì các chị thấy cái tĩnh mạch rốn này là nó nói giàu chất oxy và dinh dưỡng. Sau khi cái động mạch rốn này nó bơm máu đen, máu kém oxy tới lẫn nhau trao đổi từ cái máu từ về tĩnh mạch rốn, nó là cái máu giàu oxy, máu đỏ tươi, thì nó đi vào trong gan, thì đây là tĩnh mạch cửa. Thì nó có một cái nhánh nhỏ ha, nó nối từ cái tĩnh mạch trong gan nó đổ trực tiếp vào tĩnh mạch phía dưới. Thì đây là máu gì, máu giàu oxy, mà nó khoảng đến 50-70% cái lượng máu tĩnh mạch rốn nó sẽ đi trực tiếp vào ống tĩnh mạch. Nó đi vào ống tĩnh mạch này, nó đi vào tĩnh mạch phía dưới, nó đổ vào tầng nhĩ phải, nó qua lỗ bầu trục, nó vô tầng nhĩ trái, nó đi vô xuống thất trái, nó đi lên động mạch chủ, nó lên cái cơ quan sinh tồn não tim, hoặc nó đi vô động mạch thận, nó vô tim. Có nghĩa đây là một cái nguồn máu cung cấp rất quan trọng đến những cái cơ quan sinh tồn não và tim. Thì khi mà thai bị thiếu oxy á, thì cũng như vậy, cũng như trên não thì nó bình thường á, qua cái lượng máu qua ống tĩnh mạch này nó ít hơn 50%, 30%. Thì bây giờ thai thiếu oxy nó cũng có cái cơ chế giảm mạch, tức là cái lượng máu qua đây sẽ nhiều hơn, nhiều lượng máu qua đây, tức là cái lượng lưu lượng máu qua cái ống tĩnh mạch nó nhiều hơn, cho nên các chị đo ấy, cái gì đo cái kháng trợ qua nó cũng sẽ bị bất thường so với những cái đứa mà không có cái sự tăng cái lượng máu qua ống tĩnh mạch. Thì như vậy đây là một cái dạng các chị làm cái sóng ống tĩnh mạch ha, thì đây là cái dạng sóng bình thường, một cái dạng sóng bình thường của ống tĩnh mạch là bình thường nó sẽ ba pha, đó là cái dạng sóng ba pha, nó có từ trung tâm khu trong trên và từ trung tâm dưới bóp. Thì khi mà có cái hiện tượng thiếu oxy, thiếu oxy có cái hiện tượng giảm mạch, cái lượng máu qua đây nó nhiều lên, cái áp lực lên cái thành tĩnh mạch nó bị tăng lên, cho nên mình đo kháng trợ nó sẽ bị tăng lên, nó bất thường cái dạng sóng. Thì cái ống tĩnh mạch ở ba tháng giữa, ba tháng cuối khi các chị làm, các chị có thể dùng cho hai mặt cắt, đây là cắt dọc, chị cắt dọc được. Chị thấy đi ngoài này là gì? Tĩnh mạch cửa này chị thấy nó đổ vô cái tĩnh mạch phía dưới, ở đây thì đây là cái ống tĩnh mạch. Hoặc các chị làm trên cái mặt cắt gì, cắt ngang. Thì từ ngoài tĩnh mạch cửa đi vô đây, các chị thấy đây là tĩnh mạch cửa vô, tĩnh mạch rốn này vô tĩnh mạch cửa. Và nó đi vô đây, chị thấy đây là cái tĩnh mạch ở dưới và cái chỗ mà có cái mạch halogen này chính là cái ống tĩnh mạch. Thì tại vì cái cấu trúc của ống tĩnh mạch là một cái cấu trúc hình ống, hình một con cá, cho nên khi cái lượng máu qua chỗ hẹp thì nó sẽ tăng vận tốc và nó gì, nó có cái mạch halogen. Chính vì như vậy cho nên trên cái hình ảnh này các chị thấy cái chỗ halogen là chị biết nó là ống tĩnh mạch, tại vì nó rất là khó các chị ha, nhất là cái thai nó là nhỏ và cái chúng nằm không đúng tư thế và cái đoạn này nó rất là ngắn, cho nên nếu chị không có đặt đúng vị trí đây, anh chị đặt lộn vô cái tĩnh mạch cửa hoặc các chị đặt vô cái tĩnh mạch chủ dưới thì nó sẽ dẫn đến sai dư dạ. Tại vì cái bình thường là cái sóng tĩnh mạch là cái sóng ba pha, khi nó bị tăng kháng trở đây, cái sóng tâm thu rất là thấp hoặc là bị đảo ngược, đây là những cái bệnh bất thường. Mà nếu chị đặt lầm vô những cái chỗ là ống tĩnh mạch và chị đặt lầm vô cái tĩnh mạch cửa hoặc là cái tĩnh mạch dưới thì nó sẽ ra cái dạng sóng như vậy. Cho nên chị tưởng là nó bất thường, do chị đặt vị trí sai. Cho nên mình phải chú ý, mình phải chỉnh máy thì mình sẽ cho đúng và mình phải có những cái máy tốt và mình phải ra tìm ở đây hơn. Thì đây là cái sóng ống tĩnh mạch bình thường, chị thấy nó dạng sóng bao pha và cái kháng trợ nó thấp. Còn đây là một cái sóng mà kháng trợ ống tĩnh mạch nó tăng. Thì thấy nó có những lúc nó bị đảo người, mình biết là nó bất thường ống tĩnh mạch. Thì như vậy á, đối với cái thai đại tăng trưởng huyết cung thì nó là cái con số mà nó có giá trị nhất trong cái việc tiên đoán cái thai sắp tử vong. Bất kể tuổi thai, có nghĩa là chị làm cái thai đại tăng trưởng huyết cung, các chị mà biết cái thời điểm nó sắp tử vong là rất là lơ được mặt rốn, bất thường là một cái con số để phân biệt giữa thai đại tăng trưởng huyết cung và thai nhỏ. Nó nhỏ mà nó khỏe mạnh thì cái đốt lơ rốn nó không tăng kháng trợ. Nhưng nếu mà đứa đó nhỏ mà có đốt lơ rốn tăng kháng trợ so với tuổi thai thì đó là thai đại tăng trưởng tử cung. Ngày nay á, thì người ta chẩn đoán mở rộng hơn, thai đại tăng trưởng tử cung được chẩn đoán khi có bất cứ cái yếu tố nào nó làm cái kết cục thai bị xấu.
ví dụ gì giảm chỉ số não rốn, tăng kháng thể động mạch rốn là đi cũ, hoặc tăng kháng thể động mạch tử cung, có nghĩa là quý 2, quý 3 mà thể động mạch tử cung nó tăng kháng trở so với tuổi 2 trên tuổi 2 nhỏ thì khó cũng là phải đạt tăng trưởng tử cung, hoặc là trọng lượng thai quá nhỏ. Mình định nghĩa thai nhỏ trọng tăng trưởng là dưới bất phân vị thứ 10 thì bây giờ nó quá nhỏ đi, nó dưới bất phân vị thứ 3 thì là cũng nó phải đạt tăng trưởng tử cung không bất kể mức lớn bình thường. Ở trong tương lai tới là mình sẽ dùng những cái yếu tố tạo mặt và mình biết là cái cơ chế thai chậm tăng trưởng tử cung chủ yếu là do cái bất thường trong cái yếu tố tạo mặt, co mặt, giãn mặt vân vân, cho nên người ta test những cái yếu tố tạo mặt của người bạn có thể tiên đoán được nó là chậm tăng trưởng tử cung. Thì rồi có vấn đề thứ ba là xử trí ha. Thì mặc dù mình đó là đa số mình bác sĩ sản khoa, mình là bác sĩ siêu âm cũng là đảm, mình không phải bác sĩ sản. Tuy nhiên mình làm siêu âm mình cũng phải nên biết cái hướng như thế nào để mình cảm thấy cái tự tin hơn trong cái việc mình theo dõi một cái siêu âm thai chậm tăng trưởng tử cung. Tuy nhiên mình rối mình thấy mới tăng kháng thể động mạch tử cung, nó tăng kháng thể thì mình lo lắng rồi, nó chỉ được chấm dứt thai kỳ, nước ối ít rồi giảm rồi phải đi chấm dứt thai kỳ vân vân. Thì như vậy mình cũng phải nắm bắt cái chậm nóng thai chậm tăng trưởng tử cung như thế nào. Thì chị biết rằng chậm tăng trưởng tử cung hiện nay có cái phương pháp nào để điều trị không? Nhưng nó là không. Giống như mình đã hiểu cái cơ chế chậm tăng trưởng tử cung đó là do cái sự gì? Giảm sự xâm nhập nguyên vào nuôi tái cấu trúc bất thường và thất bại trong việc tái cấu trúc cái hệ động mạch sống. Cho nên người mẹ có ăn uống có lên cân có nguồn cũng có tốt thì cỡ nào đi chăng nữa thì sao? Nó không vô được em bé. Cái động mạch tử cung nó tăng kháng trở như vậy máu nó không có qua được cái đường mạch mặt đánh nhau, em bé vẫn nhỏ. Thì người mẹ có lên 20kg thì dạy con vẫn cứ nhỏ. Và từ mà mấy cái đứa chậm tăng trưởng tử cung nó làm mẹ rất là lên cân rất là tốn. Thì như vậy mình không thay đổi được ha, mình không thay dành nó ăn gì vô ha, lên đây chị dịch tiếp tỉnh là học duyên thì dịch nữa, dịch việc này kia vô câu phương, tại vì giờ nó nhiều càng nhiều vô nữa mà cái sự hấp thu tại đánh nhau nó không cho nên việc hiện nay đó là mình chỉ có gì chỉ đánh giá theo dõi sức khỏe thai nhi và mình chọn thời điểm chấm dứt thai kỳ. Và cái nguyên tắc xử trí đó là mình cân bằng giữa giảm thiểu tối đa cái nguy cơ tổn thương của thai, tức là để lâu thì nó sẽ có những cái tổn thương gì chứ nào, và nếu mình đem ra sớm quá thì nó sẽ bị lo tháng. Và hai cái bạn nữ ngồi cuối xin mời ra khỏi lớp đi, ngồi đó thì thấy nó chị liên tục mà và ngồi học cái bài rất là khó đó. Ngồi nghe những bạn phát biểu không, hoặc là ngồi đó chị cười liên tục. Xin mời hai bạn ra khỏi lớp đi ha. Nếu không muốn học đừng làm đồ mà ồn cái người xung quanh mà mất sự tôn trọng giáo viên. Tính này thấy hết, mình nên giữ cái thái độ nghiêm túc khi đi học. Bây giờ cái pháp đồ theo dõi sự trí thai chậm tăng trưởng tử cung là một cái vấn đề rất là khó cho đến cái thời điểm hiện nay. Nếu là các chị là gặp một cái bác sĩ sản thì các chị cũng sẽ thấy cái sự lựa chọn chấm dứt thời điểm thai kỳ rất là khó, đó là nhỏ hay chậm tăng trưởng. Vậy đến cái mức nào đem ra hay là những cái mức nào mình vẫn cứ để theo, cứ để cho con bụng theo là tiến thì không có nguy cơ để bị mất thiên thai hay không. Thì cái này là theo cái tác giả Rutherford, một cái nhóm tác giả rất là nổi tiếng ở Barcelona, về ông rất là nổi tiếng về cái vấn đề tiền sản, về cái chẩn đoán và xử trí thai chậm tăng trưởng tử cung. Thì ông đưa ra cái phác đồ mà là chia làm 4 giai đoạn, chậm tăng trưởng tử cung chia làm 4 giai đoạn dựa trên cái mức độ nặng nhẹ của tổn thương lẫn nhau, cũng như là đã ảnh hưởng đến cái mức độ em bé như thế nào, nó sẽ thể hiện trên cái lớp lớn như thế nào. Giai đoạn 1 tức là thai chậm tăng trưởng tử cung đương nhiên là rối loạn chức năng lẫn nhau, có nghĩa là tăng kháng thể rốn, giảm kháng thể nặng điểm thì mới gọi là đột thôi. Giai đoạn động mạch rốn mất sóng tăng trương gọi là thiếu oxy, tức là độ 2, xếp vào độ 2. Độ 3 tức là thiếu oxy rồi đến nặng hơn, đó là coi khó máu thì nó sẽ có hình ảnh đảo được sóng tâm ruột động mạch rốn và tăng kháng trở ống tĩnh mạch. Giai đoạn 4 tức là tổn thương hệ thần kinh, thai có thể nguy cơ tử vong, mình đó là đảo được ống tĩnh mạch. Thì như vậy thì thấy là dựa trên 3 lớp lơ thôi, lớp lơ rốn tăng kháng trở, giảm kháng trở nặng giữa độ 1, mất sóng tâm trương mình thấy nghiêm trọng đó, nhưng mà nó gọi là độ 2 thôi. Độ 3 là đảo ngược mặt, tăng kháng trở không tĩnh mạch và cũng là đảo ngược không tĩnh mạch. Thì mình phân là 4 độ như vậy rồi. Vậy thì bây giờ mình dựa trên lấy ra, còn tùy thuộc vào những cái phương tiện
cái tuổi thai rất quan trọng. Bây giờ ví dụ như nó đang non tháng quá, ví dụ bóc sóng trong trường là nó có nguy cơ tử vong rồi, nhưng mà giờ nó có 1-2-3 cái gì đem ra mà sao nó sống, 4-5 mà ở cái khoa nhi của mình 8 nó sống được, 4-5 chưa sống được, tại vì chị đem ra là chắc chết luôn. Cho nên là cái việc cái gì đem ra ngoài bất tuổi thai nào còn điều phụ vào cái tuổi thai và cái điều kiện sơ sinh ở đó, là vì chị biết nó đã nhẹ cân non tháng là nó bị thiếu bệnh lý mạng trong phổi, nó yếu được thêm những cái chậm tăng trưởng của cô. Cho nên là mình sẽ dựa trên độ nhưng mà còn tùy theo cái tuổi thai và cái điều kiện của ha. Thì nãy mình nói độ 1 tức là mình chẩn đoán thai chậm tăng trưởng tử cung, kích thước nhỏ trọng lượng dưới hết phân hủy thứ 3 hoặc có tăng kháng trở lại bằng tử cung, tăng kháng trở lại bằng rốn, giảm kháng trở lại giữa, tức là đây là giai đoạn độ 1. Thì như vậy nếu có đủ 37 tuần thì mình cũng nên đem thai thành có điểm nữa, mặc dù nó là nó chưa có biểu hiện nào nhưng mà nó mới chậm tăng trưởng tử cung thì 37 tuần người ta phải khuyến cáo mình đem ra. Bây giờ nó mất sóng tâm trường là mặt rốn, cái này viết tắt có chuyện mất sóng tâm trường là mặt rốn thì những 3-4 tuần là nên đem ra rồi. Còn nếu nó chưa được 3-4 tuần, ví dụ nó 35 tuần, 6 tuần thì dễ được đem ra. Còn ví dụ nó chưa được 3-4 tuần, 3-2, 3-3 thì như vậy thì nó nói mình có thể theo dõi, tức là chưa được 3-4 tuần thì mình nên show on lại mỗi 2-3 ngày, tức là tuần siêu 2 lần. Có nghĩa là mình thấy nó còn ở cái mức độ mất sóng tâm trường mà chưa đảo được phóng tĩnh mạch, chưa bất thường, mình có thể đem tiếp để cho nó trưởng thành cái phổi ha, mình chích cọc tiêu tí gì đó. Còn bây giờ độ 3 có nghĩa là nó đã đảo được sóng tâm trường động mạch rốn hoặc là tăng kháng trở của phóng tĩnh mạch, thì như vậy đây là độ 3 thì đủ 30 tuần là phải đem ra, 31, 32, 30 mà có hình ảnh bất thường thì là đem ra. Còn bây giờ nó chưa đủ 30 tuần, 8 tiếng tuần nó quá non tháng đi, có 1-1 là sao mà sống. Thì như vậy mình phải siêu âm mỗi 1-2 ngày, hay là siêu âm hàng ngày luôn á, để mình coi nó có bất thường cho ống tĩnh mạch, là đảo ngược ống tĩnh mạch hay không. Để mình chờ ha, neo 1-2 ngày để chích cái trưởng thành phổi hơn không. Còn bây giờ nếu mà mình thấy đảo ngược ống tĩnh mạch hoặc là CTG bất thường thì mình phải chấm dứt thai kỳ ngay khi có thể. Chị thấy rằng ở mình nó bác sĩ sản mình hay dựa trên cái CTG, mà thật sự cái CTG là cái biểu hiện cuối cùng, có nghĩa em bé bị từ giai đoạn thiếu oxy toàn hóa máu, thiếu oxy toàn hóa máu, tổn thương hệ thống miễn dịch thì nó mới bất thường cái CTG. Cho nên mình cứ chờ cho CTG, các chị thấy là mình có cái thói quen là thai tháng cuối hay đi đo CTG, cái điều đó là một cái thật sự nó hơi bị cổ điển. Nhất là những cái CTG của mình hiện nay là cái CTG cổ điển chứ không phải computerized, cho nên nó không có chính xác. Ở nước ngoài người ta CTG computerized là nó rất là chính xác mà nó còn sai ha. Còn mình là CTG cổ điển mà thực sự nó xuất hiện được, có nghĩa là khi em bé bất thường mà ảo rồi thì nó mới có những cái xuất hiện gì muộn vân vân trên CTG, có nghĩa là nó trong cái điều muộn. Nếu mình dựa vào đây can thiệp nó sẽ gì, nó sẽ chậm. Bạn bé đã có những cái tổn thương nào không có hồi phục, nó sẽ có những di chứng phát triển về sau. Rồi thì tóm lại đối với thai chậm tăng trưởng, thai tử cung, mình học mình biết rằng đầu tiên mình muốn có hai cái thực thể đó thì đầu tiên mình siêu âm phải đo đạt cho chính xác để mình phát hiện ra cái thai có đặc điểm thai dưới đất tăng trưởng thứ 10. Thì mình muốn như vậy mình mới biết gì các anh chị dự sanh chính xác, cho nên cái bài sơ lý 1 như là nó các chị rất quan trọng là chị đo đầu mong phải chị tính tuổi thai người ta và tính dự sanh nó dự sanh duy nhất. Đến người ta đặt mình 32 tuần, 35 tuần thì mình phải nhập vô và hiển thị 32 tuổi dự sanh 5 tháng 10 gì đó, tới thời điểm này nó là 35 tuần. Thì khi đó các chị đo đạt và cố đo đạt thì cái mặt các chữ tính gần đạt ra thì nó so và nó nói là cái kích thước như vậy so với đứa 35 tuần là nhỏ dưới 5 tuần. Còn bây giờ mình không có cái dự sanh chính xác, mình không nhập vô, mình đo nó một cách gọi là không chuẩn thì mình sẽ sai, chắc chắn mình sẽ sai. Người ta còn sai, tay nó làm cao nửa tiếng 45 phút mà nó vẫn sai, cũng như mình làm cao 50 phút, máy móc mình là rất là kém cỏi, người ta mới xịn lòng. Cho nên mình sẽ sai nhiều hơn nữa ha. Mình biết như vậy để mình cố gắng mình làm cho chuẩn. Thì giờ mình mới biết dự sanh đúng, chỉ nhập dự sanh đúng duy nhất ở quý 1, 10, 13, 16 hàng theo khuyến cáo ai xuống. Rồi mình nhập vô xong rồi mình sẽ tính đo đạt cho nó đúng và mình phát hiện ra những cái đứa thai nhỏ.
Bây giờ mình phân biệt giữa nhỏ và giọng tâm trí cuối cùng thì mình phải dùng đốt lên mặt. Đó là đốt lên động mặt rốn, đốt lên động mặt cuối cùng, đánh giá mặt động mặt cuối cùng nhau thai hoặc chỉ số não giữa động mặt não giữa nhỏ ở trái hoặc là da với nhau. Thì như vậy đây là những con số của mình phát hiện ở đây là cái thai gì nhỏ hoặc là thai gì chúng ta là thai nhỏ cả. Rồi bây giờ mình theo dõi một đứa thai nhỏ suy dinh dưỡng chậm tăng trưởng, mình phải đi để ý những cái dấu nó có là nguy cơ nó tổn thương nghiêm trọng, nó có nguy cơ tử vong, đó là tăng trưởng mặt. Thì như vậy những cái bất thường mặt tính mặt gần như là dấu hiệu bị có động đỏ và cũng bị nhiễm bé ra. Như vậy mình sẽ theo dõi dựa trên những cái lớp lơ mình hiểu, vậy là mình sẽ chọn được một cái sơ mình xử trí để mình biết thay đổi. Thì đó là cái phối hợp các chuyện tố mà mình đã có một cái hiểu biết rất là rõ về cái giá trị của sự mặt. Thì đó là cái bài hay chặt tay cuối cùng các chị có chỗ nào không rõ không?